Kính thưa bà con, lửa là nguồn sống của con người, giúp con người thoát khỏi đời sống nguyên sao. Lửa là sản phẩm thiêng liêng, vừa là thời điểm cho những hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người Sơn Mai. Ngày nay, con lửa là biểu trưng của ý chí mạnh mẽ, của các bạn cộng đồng của người. Vòng này vòng trong là gần như múa anh nhỉ. Thank you.
Yeah.
Oh,
Thank you.